Hôm 7 tháng 6, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ đất nước, bất chấp Ukraine gặp không ít khó khăn trước đà tiến công của Nga ở chiến trường miền Đông. Trả lời phỏng vấn của hãng tin Financial Times của Anh, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine không thể đơn giản nhượng bộ lãnh thổ khi Ukraine đã mất quá nhiều người. Ukraine phải giành lại quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ. Ông Zelensky nhấn mạnh ngay cả khi bị áp lực về binh lực, Ukraine vẫn quyết không đầu hàng Nga. Ông Zelensky nhiều lần khẳng định Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga, song kiên quyết không nhượng bộ lãnh thổ. Ông cho biết Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, tương đương diện tích của Hà Lan. Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra sau khi có những ý kiến cho rằng Ukraine nên nhượng bộ một phần lãnh thổ để chấm dứt xung đột với Nga. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc phỏng vấn nói rằng điều quan trọng là nước Nga không thể bị mất mặt sau khi sự thù địch chấm dứt. Tất cả sẽ có thể mở đường thoát khỏi khủng hoảng thông qua ngoại giao. Bình luận này của nhà lãnh đạo Pháp ngay lập tức được hiểu là khuyên Kiev nên nhượng bộ, chấp nhận những yêu cầu của Moscow để chấm dứt xung đột.